đẳng cấp mới. My life, my color. Xin được chúc mừng bà Trùm Hương Ga. Ôi, cảm ơn em rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, và khách mời đặc biệt của chương trình chính là nghệ sĩ Trương Hồng Ánh. Quý vị thân mến, ở trong một không gian thanh bình và yên ả như thế này, nhưng mà chúng ta lại không bàn về chuyện thanh bình, chúng ta bàn về chuyện đánh đấm. Nói đến đây quý vị chắc đã biết nói đến nhân vật nào rồi, đúng nào, đó chính là vai Hương Ga. Điều đầu tiên khán giả chắc hẳn muốn biết là tại sao chị lại quyết định nhận lời vào vai Hương Ga. Kể từ sau Á Lụa Hà Đông với cô Dần, cái vai rất là chịu thương, chịu khó mà như vậy mà chuyển sang một cái đến Hương Ga thì sở dĩ Ngọc Ánh nhận lời vai đó là muốn thử làm giang hồ như thế nào. Là một diễn viên thì Ngọc Ánh rất là muốn thay đổi cái hình tượng, được thể hiện nhiều cái dạng vai khác nhau để sống được nhiều cuộc đời khác nhau. Thì Hương Ga cũng là một cái vai rất là hấp dẫn Ngọc Ánh để mà trở lại với màn này. Thực ra thì trước khi mà vào cái vai Hương Ga này thì Ngọc Ánh có nhiều trăn trở lắm. Cái thứ nhất là phim về xã hội đen, về giang hồ, trùm giang hồ mà là trùm nữ. Từ đó đến giờ khi mà mình nói đến giang hồ mình cứ nghĩ là nam, tức là nam giang hồ, nhưng đây là nữ trùm giang hồ. Càng cái khó, càng những cái mới và như vậy nó hấp dẫn mình, nó thú vị mình hơn để mình nghiên cứu nhiều hơn để vào cái vai diễn này. Có rất nhiều diễn viên nữ, họ rất là ngại khi nhận kịch bản, trong đó có những cảnh nóng. Vậy thì với những cảnh nóng như vậy, chị có băn khoăn không khi mà chị đọc kịch bản? Có gì đâu, cảnh nóng dễ đóng mà. Ôi. Xin lỗi, nói giỡn thôi. Thực ra thì mình cũng biết rồi, đóng cảnh nóng thì không phải là dễ. Ngọc Ánh nghĩ là đóng cảnh nóng thì mình phải lạnh. Lạnh ở đây là gì? Để mình tập trung vào cái vai diễn của mình và diễn một đúp, cùng lắm là hai đúp phải ăn ngay. Chứ nếu mà mình diễn đi diễn lại, cái thứ nhất là bị chai, cái thứ hai là bản thân mình cũng ngại trước mặt mọi người rất là đông. Cái thứ ba nữa là khi mà mình diễn không ngọt á, thì khán giả ngồi xem không cảm nhận được một cái tình yêu và cái sự thăng hoa khi mà làm chuyện ấy. Ví dụ thế. Thì Ngọc Ánh với bạn diễn bàn rất là kỹ, tập dượt rất là kỹ để mà khi mà vào cảnh một cái là quay phải ăn ngay. Bao giờ những cái cảnh đầu tiên thì nó sẽ rất ngọt và nó nhiều cảm xúc hơn. Được biết rằng chị đang làm rất là nhiều việc, vừa làm doanh nhân, rồi chị vừa làm nghệ sĩ, rồi vừa làm người mẹ. Vậy thì chị phân bổ thời gian làm sao, chia như thế nào để chị cân bằng được giữa công việc và cuộc sống và cái việc chăm sóc cho bé Bảo Tiên? Thực ra ban ngày thì bé đi học thì là ngày là công việc của mình. Buổi tối thì dành cho bé, với lúc bé về thì chơi với bé, đọc truyện cho bé, đọc sách và làm bài tập với bé. Rồi khi bé đi ngủ thì lúc đó là thời gian của mình. Chúng tôi được biết là chị cũng đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời mình. Mà lúc nào thấy tinh thần của chị hết sức là thoải mái. Chị có bí kíp nào không ạ? Thực ra bí kíp thì không có đâu, nhưng mà mình là người của nghệ thuật. Khi thả mình về với môi trường nghệ thuật thì giống như là cá gặp nước vậy thôi. Và Ngọc Ánh nghĩ rằng là khi mà mình là người công chúng, khi mình bước ra mình gặp công chúng của mình phải luôn luôn ở trong một cái tư thế lạc quan nhất, yêu đời nhất, sung sức nhất để cho thấy cái tình cảm của mình, cái sự trân trọng của mình dành cho khán giả và công chúng yêu mến mình. Với bộ phim Hương Ga thì đã níu chân khán giả qua từng thước phim, từng pha hành động, từng diễn xuất của diễn viên. Và còn điều để ấn tượng nữa cho khán giả đó chính là ca khúc trong phim Cơn Mộng Du. Ca khúc trong phim ấn tượng rồi, nhưng mà mình cũng rất thích cái giọng hát thì ca khúc đó. Chị có thể chia sẻ về người diễn ca khúc đó được không? Ca sĩ này mới nhưng mà triển vọng lắm. Ôi yeah,
Nhưng mà chị có thể cho khán giả như Bình Minh biết tên được. Hình như cô đang ngồi trước mặt một mưng. Ủa? Là chị hát luôn đấy hả? Trời. À, nếu vậy thì sẽ có thêm đề tài để chúng ta nói rồi đây. Nếu vậy là chị là người thể hiện ca khúc đó. Và tôi cũng không hề ngạc nhiên khi chị thể hiện ca khúc đó, bởi vì trước đây chị đã ở trong nhóm hát rồi mà, đúng không? Thực ra thì trước đây Ngọc Anh có cái nhóm thi ca ngẫu nhiên thành lập và ngẫu nhiên tan rã lấy chồng hết. Chỉ còn lại với Ngọc Anh thôi. À, thực ra ca khúc này thì lúc đầu Ngọc Anh cũng không có ý định thể hiện đâu. Ca khúc này nó là nhạc rock. Thành ra cũng không phải sở trường của Ngọc Anh, nhưng mà mọi người thì muốn Ngọc Anh thể hiện và để cho nó lạ. Thì Ngọc Anh cũng cố gắng. Và sau đó thì thấy mọi người nghe cũng ok. Như chị nói là tứ ca ngẫu nhiên, cũng ngẫu nhiên mà tan rã, nhưng mà sau 10 năm rồi, đúng không ạ? Khi quay trở lại cầm mic và thể hiện ca khúc đó thì có điều gì khiến cho chị bỡ ngỡ không? Thực ra tứ ca ngẫu nhiên thời đó là nhóm nhạc nữ đầu tiên do anh Trịnh Công Sơn thành lập ra. Và lúc đó thì cũng được đón nhận lắm. Mấy cái video của tứ ca ngẫu nhiên á, được tái bản đi tái bản lại. Và sau khi đó thì có hãng nhạc muốn độc quyền thì các cô coi như là tan rã và mỗi cô lấy chồng một nước. Thành ra là không có dịp để mà hội họp lại được tiếp, nên thành ra là không có tiếp tục theo nhóm nữa. Và chị đã thể hiện rất thành công ca khúc Cơn Mộng Du đó. Và như chị nói, rất nhiều người đã khuyên chị là thể hiện ca khúc đó để cho nó mới, cho nó lạ. Vậy thì thành công được như vậy rồi, đã quay trở lại cầm mic sau 10 năm rồi. Và chị có nghĩ khi nào sau bộ phim Hương Ga thì sẽ trở thành một bà trùm ca sĩ mà chị sẽ dành thời gian đầu tư cách nghiêm túc và chuyên nghiệp để theo con đường âm nhạc không? Thực ra thì đối với Ngọc Ánh, phim ảnh vẫn là cái ưu tiên số 1 hàng đầu, bởi vì Ngọc Ánh là một diễn viên và cái đam mê nó cháy bỏng trong mình là diễn viên. Nhưng mà ví dụ như Ngọc Ánh làm đại sứ thương hiệu cho một số nhãn hàng ở những cái chương trình lớn của họ để tri ân khách hàng, thì họ đề nghị hát thì Ngọc Ánh cũng sẽ thực hiện một số cái bài nó đặc biệt để dành cho khán giả thôi, chứ cũng không có ý định là đi hát chuyên nghiệp. Tại bây giờ đã quá bận rồi, bởi vì làm công ty giải trí này, sản xuất phim này, và phải đóng phim nữa, nên thành ra là nói chung công việc là kín mít hết. Tổ ấm của mình là cái nơi bình yên nhất. Khi mà anh về nhà rồi mà gạt bỏ đi những công việc ở ngoài á, Ngọc Anh thích cái cảnh sáng sớm mà ngồi cho cá ăn ở ngoài sân vườn á, thì mình cảm thấy thư giãn lắm. Nhìn cá bơi lội và ăn như thế rất là thư giãn, và uống một ly cà phê. Còn thời gian nữa thì Ngọc Anh sẽ chơi đàn với con của mình, cũng rất là thư giãn, hoặc là đọc truyện cho con. Thì đó là những cái thời gian mà Ngọc Anh tìm lại cái năng lượng của mình và giảm stress rất là nhiều. Nhắc đến bé Bảo Tiên thì quan điểm của chị khi mà nuôi dạy và chăm sóc con cái như thế nào? Thực ra Ngọc Ánh hay đóng vai ác ở nhà. Đóng vai ác ở đây có nghĩa là mình phải nghiêm khắc. Yêu thì yêu, thương thì thương. Các cháu bây giờ là mình cũng phải có những cái kỷ cương. Tại vì thường các cháu bây giờ chơi iPad rất là nhiều. Chơi iPad rồi chơi game rồi nó thích. Nhưng mà mình cũng phải hạn định cái thời gian. Thời gian nào được chơi và thời gian nào phải đi ngủ. Và một cái nữa là mình phải hướng cho cháu. Đối với Ngọc Ánh thì Ngọc Ánh hướng cho cháu là cứ học văn hóa và học ở trường cho nó thật tốt đi đã. Còn về nghệ thuật thì sau này khi cháu lớn lên, cháu thích cái môn nào, thích môn nghệ thuật nào thì mình cảm thấy là cháu có khả năng thì mình sẽ mới hướng theo. Còn bây giờ thì cứ để cho cháu thoải mái với cái tuổi thơ thật đẹp. Nhưng mà trong thâm tâm của mình, chị có muốn sau này bé Bảo Tiên theo đường nghệ thuật không? Thực ra thì Ngọc Ánh muốn. Tại vì Ngọc Ánh đang làm ban giám khảo cho cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014 Đường Tới Hoa Hậu, Vươn Tới Hoa Hậu Thế Giới. Thì Ngọc Ánh có dịp ngồi trò chuyện với cô Cory, là chủ tịch Hiệp hội Hoa Hậu Thế Giới ở Philippines. Cô nói là tất cả các cái gia đình ở Philippines bây giờ có con gái mà hỏi họ muốn như thế nào thì đều muốn là con mình lớn lên làm hoa hậu hoặc là diễn viên. Thế thì Ngọc Ánh ngồi suy nghĩ, Ngọc Ánh nghĩ là như thế cũng chẳng có gì sai cả. Bởi vì họ muốn con mình đẹp và con mình thành công. Còn đối với Ngọc Ánh thì Ngọc Ánh cũng muốn con mình theo cái bước đường của mình. Đúng như chị nói, sau những ngày làm việc rất là mệt mỏi và áp lực của công việc, chị muốn trở về ngôi nhà của mình
ở đây chị có được cảm giác nó thanh bình hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Ngay kể bản thân mình được đến nhà chị rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đến lần nào cũng vậy, cũng có được cái cảm giác giống như chị chia sẻ. Ngọc Ánh, quan trọng nhất là không phải là cái bề ngoài của ngôi nhà, mà cái ở trong của ngôi nhà là mình phải được thoải mái nhất. Tại vì mình hưởng nó mà, chứ không phải là hàng xóm hưởng. Thành ra là Ngọc Ánh thích không gian phải rộng rãi, thoáng mát. Các cái phòng của Ngọc Ánh cũng như là không gian bếp và không gian phòng khách thì Ngọc Ánh đã làm rất là vuông vức và rộng. Và chị thích cái không gian mở. Thích không gian mở, nhiều cửa kính để mình có thể nhìn ra, nhìn thấy sân vườn, nhìn thấy cây cối thì mình cảm thấy thoải mái hơn. Vậy thì những cái đồ nội thất như thế này là do chị tự quyết định hay là cái người kiến trúc sư họ thiết kế, họ sẽ mix lại? Tất cả cái nội thất và cái cách trang trí thì Ngọc Ánh cũng là cái người mà ý kiến đi cò rất là nhiều. Ví dụ như là kệ bếp thì Ngọc Ánh cũng xem để nhập về, rồi bàn ghế cũng vậy. Và đèn đóm thì Ngọc Ánh cũng đi để đi tự đi lựa. Trong ngôi nhà của mình thì chị yêu thích cái không gian nào nhất? Thực ra trong ngôi nhà của Ngọc Ánh, Ngọc Ánh rất là thích cái không gian phòng khách và bếp. Tại vì buổi sáng thì Ngọc Ánh thường xuống đây để ăn sáng cũng như là ra ngoài sân vườn ngồi uống cà phê cho cá ăn. Cái không gian ở ngoài đấy Ngọc Ánh cũng rất là thích. Được biết là chị là cũng một tín đồ của ăn uống và cũng rất là sành ăn. Mê ăn. Rất là mê ăn đúng không ạ? Và chị cũng rất thích nấu ăn nữa. Vậy món khoái khẩu chị là món nào? Ngọc Ánh nhiều món khoái khẩu lắm mà đa số là món Bắc. Rồi ngoài ra Ngọc Ánh rất thích một món và bạn bè Ngọc Ánh cũng rất thích, lâu lâu rồi gọi điện, nhất là bà xã Bình Minh, gọi điện là ăn ốc, ốc hương rang muối tiêu, ốc gạo với cả ốc dừa, xào bơ, rồi làm cho nó cay cay lên á, nói đến là muốn nhỏ nước dãi. Phòng bếp cũng là một trong không gian mà chị yêu thích, có vẻ hơi ưu ái hơn các phòng khác, tại sao vậy? Ưu ái là vì sao? Bởi vì Ngọc Ánh rất là muốn tự tay mình nấu đồ ăn sáng, hoặc là có thời gian thì nấu đồ ăn trưa hoặc là chiều cho bé Bảo Tiên. Bởi vì các cô thì có thể là phụ để chuẩn bị, nhưng mà anh muốn tự tay mình nấu nướng để cho con mình ăn cho nó đầy đủ chất. Và đó cũng là một cách mà Ngọc Ánh rất là thưởng thức, giảm stress nữa. Và cũng là cái thời gian để dành chăm sóc cho con mình nhiều hơn. Vâng, quả đúng như vậy, người mẹ nào cũng vậy, cũng đều muốn là tự tay mình chăm sóc từng miếng ăn, từng giấc ngủ cho con. Và nghệ sĩ Trường Ánh cũng không ngoại lệ. Mặc dù với áp lực của công việc nhiều như thế, với vai diễn, rồi với áp lực của công việc, nhưng khi về đến ngôi nhà của mình thì vẫn như bao người phụ nữ khác, rất đời thường, rất giản dị. Và xin thưa quý vị, Trương Ánh cũng là người sống rất là nội tâm. Đó là chính lý do vì sao mà chị thích nấu ăn cho bé Bảo Tiên như vậy. Đó chính là khoảnh khắc mà chị đã chia sẻ, giúp chị cân bằng lại được cuộc sống, giúp chị có được giây phút chị cảm thấy thảnh thơi hơn, nhẹ nhàng hơn khi mà chăm chút từng bữa ăn cho bé Bảo Tiên của mình. Cảm ơn nghệ sĩ Trương Ánh đã mang đến cho chúng tôi cuộc trò chuyện vừa rồi. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, có món quà tặng của nhãn hàng Sơn Michael xin được gửi tặng chị. Cảm ơn Bình Minh và cảm ơn chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Platinum đẳng cấp mới. My life, my color. Đẳng cấp mới. My life, my color.